Hở van tim ba lá có nguy hiểm không? Triệu chứng hở van tim ba lá. Hở van tim ba lá là tình trạng van ba lá không đóng kín khiến máu bắn ngược vào buồng tâm nhĩ khi tâm thức co bóp. Hở van tim ba lá có nguy hiểm không còn tùy theo trường hợp lá van hở. Nếu ở mức độ nhẹ, người bệnh chỉ cần theo dõi thường xuyên. Trường hợp mức độ nặng, bệnh nhân cảm thấy mệt mỏi, khó thở, đau tức ngực, chóng mặt, cần gặp bác sĩ để trị liệu ngay. 1. Mức độ nguy hiểm của bệnh hở van ba lá. Hở càng nhiều thì độ nguy hiểm càng cao. Hở van ba lá 1/4, đây thường là hở van sinh lý, người bệnh không cần trị liệu. Hở van ba lá 1.5/4 và hở 2/4 thì đây là mức độ trung bình, người bệnh chưa cần trị liệu nhưng cần định kỳ theo dõi. Khi nào bệnh kèm theo triệu chứng hoặc hậu quả của các bệnh lý như thiếu hoặc là nhồi máu cơ tim, thấp tim thì phải điều trị. Hở van ba lá 3/4 và hở 3.5/4 là mức độ nặng, người bệnh sẽ cảm thấy khó thở, mệt mỏi, khó khăn khi đi lại và làm việc. Hở van ba lá 4/4 thì là mức độ rất nặng, thuốc không còn khả năng điều trị, cần phải can thiệp của phẫu thuật. 2. Triệu chứng hở van ba lá. Người bệnh có thể nhận biết qua những dấu hiệu sau. Khó thở, đây là triệu chứng sớm nhất. Nếu bạn cảm thấy khó thở hay hụt hơi khi làm các việc gắng sức mà trước đây thực hiện bình thường, hãy cẩn thận. Ngoài ra, triệu chứng khó thở còn xuất hiện khi vận động nhẹ hoặc nằm thẳng nghỉ ngơi trên giường. Ho khan. Các cơn ho khan dai dẳng, khạc ra đờm hồng, lẫn máu là dấu hiệu của bệnh. Vì đường hô hấp bị tắc nghẽn do dịch, triệu chứng rõ ràng nhất khi người bệnh nằm thẳng hoặc cúi đầu xuống thấp. Nhanh và thường xuyên mệt mỏi. Bệnh khiến tuần hoàn và trao đổi khí ứ trệ, nên người hở van ba lá sẽ nhanh chóng bị mệt khi hoạt động thể chất. Nếu van ba lá hở nặng, người bệnh cảm thấy thở thôi cũng mệt, mất nhiều sức lực. Phù nề. Đặc điểm của bệnh phù nề do bệnh van ba lá là mềm, ấn lõm, nặng lên vào tối, ban đêm giảm phù và da tím tái. Nặng ngực, hồi hộp, mau quên, giảm khả năng tập trung, tim đập nhanh. 3. Biến chứng của hở van tim ba lá. Nếu lúc này hỏi hở van ba lá có nguy hiểm không, câu trả lời chính là có. Khi không được điều trị đúng cách và kịp thời dẫn đến biến chứng, bệnh có thể gây nguy hiểm đến tính mạng người bệnh. Suy tim. Van ba lá hở nặng làm tăng cao áp lực trong tâm thất, tâm nhĩ, phải sau một thời gian chứa máu giãn rộng ra. Lượng máu thiếu hụt khiến tim phải hoạt động nhiều hơn, lâu dần dẫn đến suy tim. Rung tâm nhĩ, biến chứng này khiến tim đập nhanh kịch phát trên 160 nhịp một phút, gia tăng nguy cơ đột quỵ do cục máu đông. Nhịp tim rối loạn, bên thất phải tập trung phần lớn mạch máu kiểm soát hệ thống dẫn truyền tim. Suy thất kéo theo hệ thống dẫn truyền tim bị tổn thương, gây nên rối loạn nhịp tim rất nguy hiểm. Tăng áp lực động mạch phổi. Động mạch phổi chịu ảnh hưởng từ lưu lượng máu bất thường lâu ngày sẽ dẫn đến biến chứng tăng áp động mạch phổi. Viêm nội tâm mạc. Khi lớp lót trong tim bị bào mòn với dòng máu bất thường, nó sẽ nhạy cảm hơn với vi trùng, từ đó dẫn đến viêm nội tâm mạc. 4. Biện pháp giảm nguy cơ dẫn đến biến chứng. Hở van tim ba lá có nguy hiểm không còn phụ thuộc phần lớn vào lối sống, cách chủ động phòng ngừa và kiểm soát bệnh. Điều tiên quyết để cơ thể khỏe mạnh chính là thói quen sống, tập thể dục. Theo các chuyên gia tim mạch, rèn luyện ít nhất 30-45 phút một ngày và duy trì 5-6 buổi một tuần rất tốt cho sức khỏe. Chăm sóc răng miệng, định kỳ khám nha khoa 2 lần một năm. Nếu chuẩn bị tác động gì đó lên răng miệng như nhổ răng, hãy thông báo cho bác sĩ biết tình trạng bệnh hở van tim ba lá. Giữ tinh thần lạc quan. Căng thẳng có thể gây bệnh, khiến bệnh tình trở nên xấu. Bạn hãy buông bỏ các áp lực, cho bản thân nghỉ ngơi nhiều hơn trong quá trình điều trị. Cải thiện thói quen ăn uống. Người bệnh hở van tim ba lá đặc biệt lưu tâm trong việc ăn uống. Hở van tim ba lá có nguy hiểm không phụ thuộc vào chế độ sinh hoạt, ăn uống và cách điều trị của người bệnh. Khi phát hiện các dấu hiệu, người bệnh nên đi khám bác sĩ để được trị liệu sớm và kịp thời, ngăn bệnh phát triển. Bên cạnh đó, hãy tăng cường các hoạt động thể chất. Tham khảo thêm máy chạy bộ, xe đạp tập, ghế massage của tập đoàn thể thao Elite Sport để tăng sức khỏe tim mạch ngăn ngừa bệnh nhé.